Hello, xin chào thể các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Tôi là Tuấn, là nhân viên kinh doanh của A5 Auto, có địa chỉ tại số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn tất cả những mẫu xe hiện đang có cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Thì bên cạnh tôi đây nghe với một chiếc Porsche Cayenne sản xuất năm 2011, chạy 11 vạn. Hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 1 tỷ 380 triệu đồng. Có thương lượng quý vị nhá. Đây, xe rất đẹp, máy rất chất. Cam kết là không lâm đụng ngập nước cho quý vị các bạn luôn, bao chiếc xe trên toàn quốc. Đây là một chiếc xe vừa mới cập bến cửa hàng chúng tôi luôn, đó là chiếc Mitsubishi Xpander bản số sàn quý vị nhé. Đấy, xe số sàn, giá thì hơn 400 triệu thôi, vừa mới về cửa hàng xong. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Xe biển Hà Nội, một chủ từ đầu, xe rất đẹp, số sàn, đi gia đình hay chạy dịch vụ thì tuyệt vời. Xe này gia đình đi đấy, rất là giữ gìn luôn. Tiếp theo đây là một chiếc Mazda CX-5 bản 2.0 Premium sản xuất năm 2022. Xe chạy siêu lướt, có 6.000 km rồi quý vị ạ. Xe rất đẹp, xe màu đỏ pha lê rất là đẹp luôn. Nội thất màu đen nữa, ghế da biển Hà Nội, một chủ từ đầu, biển cũng rất là đẹp luôn. 64363 đấy, lộc tài đầy đủ. Hiện tại chiếc xe đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 875 triệu đồng. Đấy, có thương lượng quý vị ạ. Quý bạn có nhu cầu hay liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số hotline quý vị nhé. Bên cạnh đây là một chiếc Santa Fe máy dầu 7 chỗ rất là rộng rãi, được sản xuất năm 2009. Hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là hơn 400 triệu thôi. Số tự động, máy dầu 7 chỗ, đi rộng rãi, đi gia đình thì quá tuyệt vời. Đấy. Tiếp theo đây nữa một chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2016 đến 2017 nên tư nhân chính chủ, thì xe cũng biển rất là đẹp luôn. Xe chạy hơn 6 vạn km. Hiện tại đang được chào bán được khám mức giá là hơn 1 tỷ đồng thôi là cũng để sở hữu chiếc xe này rồi. Hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để biết để có một báo giá cụ thể và chi tiết hơn quý vị nhá. Hơn 400 có một chiếc bán tải BT50 sản xuất năm 2017 phiên bản số sàn. Đấy, sản xuất 2017 số sàn quý vị nhá. Xe biển tỉnh đã rút hồ sơ rồi. Hiện tại chiếc xe được chào bán hơn 400 triệu thôi. Đấy. Một chiếc xe được sản xuất năm 2020 Ford Ranger XNS. Đấy, biển tỉnh đã rút hồ sơ rồi quý vị nhá. Hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng mức giá là 5XX thôi. Nếu quý bạn có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp để có một báo giá cụ thể hơn quý vị nhá. Ở phía đằng sau này thì còn một sự lựa chọn cho quý vị, đó là chiếc đây. Chiếc Ford EcoSport 3XX hiện tại được chào bán được cửa hàng mức giá là 399 triệu đồng. Xe được sản xuất năm 2017 quý vị nhá, một chủ từ đầu. Đấy, xe rất đẹp, xe chạy hơn 7 vạn. Chiếc này thì mình đã nhận cọc của khách rồi. Đấy, với các bạn đang ngoài đây có một chiếc xe mới về luôn, đó là chiếc Toyota Yaris sản xuất năm 2009. Hiện tại thì cửa hàng mình đã có hai chiếc Toyota Yaris nhé, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đỏ, đều sản xuất năm 2009 cả. Xe chỉ loanh quanh 300 thôi là có thể sở hữu được chiếc xe rồi. Thì trên đây là tất cả những mẫu xe hiện tại đang có ở cửa hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu các bạn có nhu cầu mua một trong những chiếc xe trên thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline để chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị về những mẫu xe này nhé. Thì video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.